Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo lên án mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh và kiến nghị xử lý tới cùng những người lợi dụng việc thiện nguyện để trục lợi sau bài điều tra hút máu tình nguyện viên trên báo chí. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp cùng với Công an thành phố, Hội chữ thập đỏ xác minh, kiểm tra làm rõ vụ việc và kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những người cố tình vi phạm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lãnh đạo viện tiêm phối hợp cùng với bệnh viện truyền máu huyết học tổ chức đảm bảo cung ứng máu cho bệnh nhân phẫu thuật tiêm tại viện tiêm, chỉ thực hiện hiến máu lấy máu tại chỗ trong các trường hợp tối khẩn cấp. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố rà soát, chấn chỉnh và tăng cường giám sát các hoạt động thiện nguyện tại đơn vị đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật nhằm tránh các trường hợp tương tự có thể xảy ra